Nghe bác điều hành hôm nay quá tuyệt vời, phân tích từng con chim mà nhiều lúc tụi em chơi còn chẳng biết đấy là những lỗi gì. Nhưng khi bác phân tích thì biết đó chính là lỗi mà lỗi chết những con chim đánh không an toàn. Vâng, ok bác. Tại vì khi mình điều hành một trận đấu thì mình muốn hạ một chú chim nào thì mình cũng phải phân tích ra cái điểm nhược, ưu điểm, cái lỗi của chú chim đấy là sao và nó như thế nào. Thì tất nhiên thì nói thật với các bác, em là một người điều hành cộng tác với một trọng tài chấm thi, đúng không? Thì một con chim tụi em chấm có thể là theo dõi nó từ vòng 1, chỉ cần tầm 5 vòng thôi là tụi em biết cái tính nết của chúng nó là sao rồi. Tầm chỉ cần 5 vòng thôi là tụi em đã biết được con chim nó tính nết đấu là sao và cái chuyên môn của con chim đó là thế nào, tụi em biết ngay. Đơn giản như hôm nay em thấy như là như chú chim là 008 ấy, chú chim đấy. Thế chú chim đấy đấu thì cũng chả xỉa lông gì cả, không xỉa lông, không tạo lên gì cả, nhưng mà cứ nhân nhau nháo hay là chim nó họ ré lên, bắt đầu ông cứ nhân nhau nháo ông ngó trên cái ông lại chạy, chả đấu gì điếc gì, không được, không đi được, hạ xuống ngay. Mà em là người trực tiếp bảo trọng tài hạ chú chim xuống, không đi được, tại vì nó không phải là một thái độ của chú chim thi đấu, không nhìn vào đối thủ, không quát tháo đối thủ, không dọa nào đối thủ thì không có đường đi tiếp, đó là nguyên tắc. Và hai chú chim mà em cũng tiếc đó là chú chim hôm nay là có hai chú chim, đó là 055 với lại 099. Hai chú chim đấy cắn chân liên tục, nhưng mà cắn mà chú chim đó cắn xong thì đấu rất tốt, em vẫn cho điều kiện hai vòng, đúng không, vẫn cho hai vòng bởi vì đấu quá tốt, thái độ bao giờ cũng đặt lên hàng đầu, đúng không ạ. Tuy lỗi nhưng mà đấu tốt thì vẫn là ok, là vẫn hơn những con chim mà không tật lỗi, không xỉa lông nhưng mà đấng thụ động chôn cầu, đúng không. Nên là tuy lỗi nó tốt em vẫn cho hai vòng, nếu vòng thứ ba mà vẫn mắc sai lầm như vậy, vẫn mắc lỗi như vậy thì em mới cho hạ, đúng không. Đây là cái cuộc chơi nó phải thoải mái, nó công bằng và nó đúng với cái trong những cái cuộc chơi. Cái con chim này em mới thấy các bác này, cái con chim nhà màu này nó là cuộc chơi mà nó không có một cái quy tắc nào cả, cho nên là cái vấn đề mà cãi vã nhau hay là cái vấn đề mà tình ngay lý gian nó là chuyện rất bình thường, rất bình thường. Cái chuyện tình ngay lý gian của cuộc thi chim nó rất bình thường. Ông bảo phải nó bảo phải, mà ông bảo trái nó bảo trái, đúng không. Đôi khi trọng tài bảo là không ché, nhưng cái ông chủ chim bảo là chim em có ché, đúng không. Cho nên cái chuyện mà đi thi đấu mà cái chuyện chim cò tình ngay lý gian nó là chuyện rất đơn giản, rất bình thường. Và cá nhân em điều hành thì tất cả những chim khi dính vào lỗi em đều thông báo lên hoàn toàn cho nghệ nhân được biết, và biết rằng chú chim mình như thế nào, tình trạng hiện tại là sao và bị tật lỗi như thế nào, em sẽ thông báo hoàn toàn cho tất cả các chủ nhân được biết. Và em là người chơi rất công khai, chơi công khai, minh bạch, và em không có bao giờ mà chấm chim mà kiểu nhìn mặt hay là nhìn lông để em chấm, không bao giờ. Em là như thế, không cần biết đó là của ai cả, cũng chả cần biết nó ở lồng nào cả, cứ không chơi là mời xuống dàn thôi. Thì 82, 83, 84 chung kết đều ra 84 gắt thật anh nhỉ. Vâng, ok bác Bùi Thế Lực. Nói chung là trong 4 con chung kết của đấu trường hôm nay thì con làm hay, phải thừa nhận là con làm hay, và 4 con đều là chú chim rất là mạnh mẽ. Và cái anh em điều hành thì em bác biết rồi, nếu bác trận theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì em không bao giờ em có kéo dài thời gian và cũng không bao giờ rề rà, yếu là xuống chứ không có chờ lỗi. Thế cho nên là trận đấu và chung kết bao giờ nó cũng là trận chung kết rất hay, bởi vì những con chim nó còn lực, nó còn lửa, nó đánh rất là dữ dằn. Đấy, cho nên là bác quan sát là nếu bác xem trận đấu hôm nay thì hầu như là 4 chú chim hầu như là nó chênh lệch chỉ là 9-10, nhưng mà do chú chim 082 và 083 nó đánh quá vượt trội so với 84 và 88, nó đánh quá vượt trội đi. Còn chú chim 088 đánh vẫn hay nhưng mà nó bắt nhịp chậm, đâm ra rồi nó về ban hơi đen đấy. Mà đặc biệt nếu mà để tiếc nhất thì vẫn là tiếc cho chú chim 082 đấy. Chú chim mà bị tiếc nhất tại vì một chú chim đánh xuyên suốt đấy, thái độ ok nhất, nhưng mà do nó bu chụp quá, đâm ra thì nó lại thiếu về cái sự mà cầu cánh đấy, thì nó về nhì thì nó hơi đen, nhưng mà về thái độ thì nó rất là ok. Cá nhân em điều hành thì em vẫn là tiếc những chú chim như vậy, rất tiếc. Nếu như chú chim đấy mà ông chủ nhân ấy, ông Hùng Vũ ấy, ông ấy là một đứa em của mình thôi, ở Tây Hồ ấy, Hùng Vũ ấy, nếu mà ông khôn ra ấy, tức là vào top 10 vào chung kết ấy, là ông nhờ trọng tài xoay cầu thẳng vào thì đảm bảo chú chim đấy chắc chắn sẽ ăn nhất, hôm nay sẽ ăn nhất ngay.
nhưng mà em ấy cũng cũng là đang còn sợ, tại vì sợ xoay cầu là chú chim đấy bị ngớ nước, đâm ra ông cũng không dám xoay. Thế là ông đánh hay của góc, thế là ông bu trục đá họ luôn, thế là ông bay nhì. Đấy, nhưng mà nếu mà ông Hùng hôm nay mà nghe hôm nay mà nó khôn ra, nó để xoay cầu thẳng vào nó đánh là chắc chắn sẽ ăn nhất ngay. Cho nên cái công cuộc để mà mình tìm kiếm những con chim tài năng nó phù hợp với tiêu chí thi đấu thì nó cả một vấn đề. Xin chào nghệ nhân Tiến Lập. Vâng, em chào bác Nguyễn Luận nhé.